Rồi, mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất là đẹp luôn. Từ quốc lộ 50, cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ có 50 mét thôi. Wow, quá là ok luôn. Và căn nhà này á là đường xe ô tô, xe tải vào bên trong nhà luôn. Và đây là xe tải là 5 tấn vào đến tận nhà. Thì cái căn nhà này á là một chợp một lầu, thêm một lầu nữa là ba lầu cô chú vị, ba tầng. Quá là dễ thương, một chợt hai lầu rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. Thì ở đây á là với một cái căn nhà ngay khu dân cư hiện hữu đông đúc, nhà quá trời nhà luôn. Và mình là đang ở bên ngoài nha cô chú anh chị đó. Và ở ngay trục đường quốc lộ 50, cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà 50 mét thì quá là ok. Và ở đây á, thì mình đã thấy được là xe tải chạy ngang qua, chạy lên ăn lợn ha. Và với căn nhà 4m2 dài 20m, một chợt hai lầu, quá là ok luôn cô chú anh chị. Với một cái thiết kế rất là hiện đại kiểu Pháp nha cô chú anh chị ha. Hướng nhà là hướng Nam, thuộc về Đông Tứ Mệnh. Và tặng hết nội thất cho gia đình mình với mức giá chỉ có 2 tỷ hơn thôi. Và đúng chính xác là 2 tỷ 950. Đã hạ giá quá là phê luôn rồi cô chú anh chị. Đó, thì ở đây là dân cư ở đông đúc hết rồi. Và từ bến xe quận 8 cô chú anh chị mình di chuyển lên trên nhà chỉ mất khoảng là 15 phút thôi. Hoặc là từ quận nhất, quận 3, quận 5, quận 8 cô chú anh chị mình di chuyển lên trên nhà chỉ có 20 phút đến 25 phút thôi, rất là tiện luôn. Và căn nhà này với công năng sử dụng là đường trước nhà đây là đường hẻm bê tông là 4m đường thông nha cô chú anh chị, có được là khoảng sân đây cũng là 4m đó, phòng khách, phòng bếp, sân sau giếng trời, có tận 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, thoáng mát cực kỳ cho gia đình mình. Và có những phòng vệ, có những cái căn phòng ngủ có nhà vệ sinh đầy đủ hết, quá là ok. 2 tỷ 950, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, vay vốn được ngân hàng 50 đến 70% giá trị nhà, có giấy test bao quy hoạch hết rồi cô chú anh chị yên tâm ha. Và căn nhà này bên ngoài thì với hai trụ cột bê tông cốt thép cực kỳ là to và bự luôn, với lớp cửa bốn cánh, bốn cánh đây là sắt hộp với những cái họa tiết hoa văn rất là dễ thương. Và khu vực đây thì không gian của phòng của sân trước đây được ốp gạch rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. Và tất cả bên ngoài đều được ốp gạch men lên tới cao luôn cô chú anh chị. Và ở đây thì được có song sắt bảo vệ hết rồi. Về cô chú anh chị mình làm thêm, mình làm thêm một cái mái che, mái tôn che nữa là rất là hợp lý. Tặng cho cô chú anh chị những cây dừa kiển ha, rất là đẹp luôn ha. Nhìn vào bên trong căn nhà có màu xanh, có sinh khí rất là ok. Rồi đây là lớp cửa bốn cánh đây, kiến cường lực dày 12 ly, rất là dày và rất là thoáng luôn cô chú anh chị. Rồi khu vực đây là không gian của phòng khách, vào bên trong nhà rất là mát và rất là thoải mái, do là nhà mình là đổ thật hết nha cô chú anh chị nha. Đó thì ở bên trên hệ thống đèn led và bộ đèn trần rất là đẹp luôn, pha lê. Bên dưới là đá bóng kiến vân gỗ nha cô chú anh chị, vân gỗ nên rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. Và tất cả lan tường được ốp lên tới là 1m2, đầy đủ hết cho gia đình mình. Đó, tất cả điện đài đều âm trong tường hết nên là rất là hợp lý. Và đây là một bộ ghế gỗ căm xe với hoành tai là 12 cô chú chị ha. Và bộ ghế này cực kỳ là bóng và ngồi vào bên trong thì rất là thơm, do là mùi gỗ rất là thoải mái nhẹ nhàng. Rồi ở đây á, thì cô chú anh chị ơi, về mình có thể dán thêm một bức tranh, có đèn trang trí hết rồi. Và ở đây thì Tâm cam kết là giá bên Tâm là rẻ nhất trên thị trường luôn, không qua trung gian cò lái gì hết, nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi đây là không gian của bếp rộng rãi, dài cực là dài luôn. Không gian của bếp dài đến là 9m cô chú anh chị, bằng một cái căn nhà của một người bình dân. Và ở đây thì nếu nhà mình mà có những cô chú lớn tuổi, mình muốn làm thêm một cái phòng ngủ ở đây thì rất là vừa phải luôn, 15m2 nha, làm ngay chỗ bộ bàn ăn Tâm để đây, rất là hợp lý luôn. Bên Tâm có đội ngũ làm cô chú anh chị mình yên tâm ha. Tường đà móng cột riêng biệt cam kết 100%. Vào bên đây thì có hệ thống đèn led và bộ đèn trần rất là dễ thương luôn, những cái đó hoa sen hả. Và bộ gỗ bàn ăn đây thì nếu gia đình mình làm một cái phòng ngủ ở đây thì bộ gỗ bàn ăn mình sẽ dời qua đây, rất là tiện luôn. Bộ gỗ bàn ăn đây là 6 ghế đó, được đánh xà cừ hết luôn nha cô chú anh chị ha, được lắp xà cừ rất là sang luôn, nên là cô chú anh chị mình thấy rất là hợp lý. Rồi đây là tủ bếp trên và tủ bếp dưới vân gỗ luôn cô chú anh chị, có nơi để thờ phượng đó, và ông táo. Và đây là mặt bếp bằng đá hoa cương, bồn inox 304. Cô chú anh chị thấy là nhà riêng, tường riêng, cột riêng, cột rất là
dày và kiên cố. Khoảng phần sân sau giếng trời nhà mình đây rất là thoáng mát luôn cô chú anh chị. Đó, mình có thể là nơi đây để giặt đồ, ống nước vô, nước ra và ổ cắm. Đây là nơi để máy giặt, giặt đồ xong mình phơi đồ ở đây luôn. Và khu vực đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm. Mát mẻ cực kỳ luôn cô chú anh chị. Đó, mát mẻ cực kỳ luôn và thoáng mát, thoải mái luôn, có máy nước nóng lạnh luôn cho gia đình mình, một cảm giác rất là thoải mái ha. Rồi ở khu vực đây á, thì bếp thì có cửa sổ đây, gió lùa vào rất là mát luôn. Và nếu cô chú anh chị về ở với một cái căn nhà cực kỳ là đẹp và sang và rất là hợp lý thì nhanh tay cô chú anh chị ơi, mình gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video nha. Rồi thì cầu thang, với những lam cầu thang ở đây cô chú anh chị mình có thể là để đồ, trang trí vào rất là đẹp luôn ha. Đó, rồi bậc cầu thang bằng đá hoa cương với hai tông màu, màu đen và màu trắng. Tay vịn bằng gỗ căm xe, kính cường lực dày 10 ly. Đó, và không gian của căn nhà rất là thoáng do mình là cao nhất ở khu vực đây. Kế bên là những căn nhà cấp 4 và những căn nhà một chợt một lầu. Mình là một chợt hai lầu nên rất là thoáng luôn của chú chị. Rồi lầu 1 đây thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh dành đến cho cô chú anh chị luôn ha, rất là thoáng luôn. Rồi đây là phòng ngủ thứ nhất nè, có hệ thống cửa sổ nè, gió lùa vào cực kỳ là mát luôn. Và ở bên trên thì hệ thống đèn led, đèn lon đầy đủ hết, bộ đèn ngủ nữa nên cô chú anh chị mình thấy rất là thoáng luôn. Và vào bên trong không gian của căn nhà từ sáng đến chiều, cô chú anh chị mình không cần phải mơ đèn, cũng không cần phải là mở điều hòa hoặc là quạt. Vì ở đây á, là căn nhà của mình rất là thoáng và mát nè. Rồi á, là có ánh sáng đầy đủ, phòng nào cũng có cửa sổ hết nên rất là thoáng khí ha. Rồi đây là nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ luôn. Đó, cũng có cửa sổ nè. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Đâu có mở đèn đâu. Nên là rất là sáng trưng luôn cô chú anh chị ơi. Vừa đẹp, vừa sáng và vừa hợp lý luôn. Và đây là nhà vệ sinh thứ hai phục vụ cho phòng ngủ bên ngoài. À, rất là thoáng luôn ha. Với mức giá 2.950.000 còn thương lượng chính chủ bên Tâm luôn. Và có sổ hồng riêng, có giấy test quy hoạch đầy đủ hết rồi. Cô chú anh chị mình yên tâm, một căn nhà hợp lý, một căn nhà sang đưa đến dành đến cho cô chú anh chị ha. Rồi đây là không gian của phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này cô chú anh chị thấy là hệ thống đèn led đổ thật hết trên trần luôn, nên là rất là hợp lý. Và dưới sàn là được ốp gạch phân gỗ. À, cô chú anh chị thấy không, rất là sang luôn. Rồi đây, đây là không gian của ban công bên ngoài. Đó, với một cái căn nhà đẹp, với một cái căn nhà đầy đủ ban công. Đó, cô chú anh chị, xung quanh thì dân cư ở đông đúc và tặng luôn cho gia đình mình những cây dừa kiển rất là đẹp luôn ha. Rồi, thì mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 2 nha. Và những tất cả những cái cửa phòng ngủ đều là cửa gỗ an cường. Đó, nên cô chú anh chị thấy rất là hợp lý luôn ha. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 2 với một cái căn nhà cao cấp, đẳng cấp, với lại là vị trí thì rất là hợp lý. Nếu cô chú anh chị mình á, ở khu vực đây á, thì có cơ quan hành chính rất là nhiều. Đó, cơ quan xí nghiệp mình có thể là di chuyển, đổi chỗ ở, chỗ làm rất là tiện lợi luôn. Rồi đây, đây là phòng ngủ thứ 3 dành đến cô chú anh chị luôn. Đó, thoáng mát, hệ thống đèn ngủ nè, rồi đèn trần nè. Đó, rồi ở bên đây cũng có một cái ban công nữa cô chú anh chị. Hay ban công nữa, thoáng mát cực kỳ luôn. Và đổ thật hết nên cô chú anh chị mình yên tâm. Và đây là mặt tiền đường quốc lộ 50. Đó, có cây xăng đầy đủ hết luôn. Cô chú anh chị mình yên tâm ha. Và xung quanh thì có dân cư đông đúc hết rồi. Mình là bên ngoài nên rất là thoáng và rất là tuyệt vời luôn. Giá sẽ tăng theo hàng năm luôn cô chú anh chị ha. Rồi đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn. Đó, cô chú anh chị ha. Rất là đẹp luôn và có cửa sổ, gió lùa vào rất là thoáng mát. Và khu vực đây thì cách 200m đi bộ thôi cô chú anh chị ơi, thì có được là trường cấp 1 ở đây, trường cấp 1 Hưng Long và trường cấp 2 là Lương Văn Can ngay đây luôn, ngay ngã ba Tân Kim luôn. Và khung cảnh ở đây cô chú anh chị thấy rất là mát mẻ luôn ha. Rồi đây là phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ tư, rất là đẹp luôn. Phòng, mỗi một phòng như vậy là 30m2 cô chú anh chị, có hệ thống cửa, hệ thống đèn led, hệ thống dây chờ máy lạnh, đó, đèn ngủ luôn. Và đây là ô quăng dòng, cái kiểu thiết kế rất là sang và rất là hợp lý và cực kỳ là thoải mái khi mà cô chú anh chị mình có một căn nhà sinh khí và
rất là sáng luôn cô chú anh chị, với một cái căn nhà 4m2 dài 20m, kết cấu là một trệt hai lầu, với đường là đường bê tông 4m, xe hơi từ quốc lộ 50 vào bên trong nhà chỉ có 50m thôi, rất là gần luôn. Và ở đây thì được cái cô chú anh chị là dân cư ở đông đúc hết rồi, gần ngay quốc lộ nên mình di chuyển đi tất cả các quận huyện đều rất là tiện luôn. Và ở khu vực đây thì 200m thì có chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thay đồng, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và khu vực đây thì không thiếu thứ gì, cao ráo thoáng mát, không bị ngập nước. Khu dân cư hiện hữu và có đèn đường, rồi có cống rãnh thoát nước, không sợ bị ngập nha cô chú anh chị nha. Và công năng sử dụng của căn nhà này là đường trước nhà 4m nè, sân trước là 4m, sân sau giếng chờ, có một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh dành đến cho cô chú anh chị luôn. Và nếu mình có thể làm thêm một cái phòng ngủ thì bên Tâm sẽ hỗ trợ làm cho gia đình mình, để dành đến cho những cô chú lớn tuổi mình về mình ở nha. Và với mức giá là 2.950 còn thương lượng. Và ở đây thì cô chú anh chị mình yên tâm, có giấy test đầy đủ hết rồi. Và ở đây thì cô chú anh chị ơi, với một căn nhà vay vốn được ngân hàng là 50-70% giá trị nhà, cô chú anh chị mình yên tâm. Một căn nhà đẹp, một căn nhà sang, không thiếu gia chủ đến đón chào. Và ở đây thì hướng nhà là hướng nam, thuộc về đông tứ mệnh. Với mức giá đẹp, cô chú anh chị nhanh tay gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nhớ đăng ký, like, share, comment trên của Tâm hoặc bật chuông thông báo nha. Xin chào.